Với đặc tính riêng biệt của các khí tài tác chiến điện tử, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thích nghi được với địa hình, thời tiết sát thực tế chiến đấu. Công tác huấn luyện chuyên ngành ở các đơn vị tác chiến điện tử có nhiều điểm đáng chú ý, trong đó chú trọng bồi dưỡng chuyên sâu để nhanh chóng làm chủ hệ thống khí tài đặc chủng. Các lớp bồi dưỡng kỹ thuật và tiếng Anh chuyên ngành được duy trì định kỳ hàng tuần ở Lữ đoàn 87 Cục Tác chiến điện tử. Có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, nên đơn vị rất chú trọng nâng cao trình độ tiếng Anh cho quân nhân và làm lan tỏa phong trào học ngoại ngữ ở đơn vị. Việc tổ chức những lớp học tiếng như lớp học tiếng Anh giúp cho chúng tôi có thể tự tin hơn trong quá trình tìm tòi những kiến thức mà mình cần để nâng cao khả năng công tác tại đơn vị. Xác định công tác huấn luyện sẽ quyết định khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, Lữ đoàn 87 triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Lữ đoàn đã thành lập các tổ huấn luyện theo tổ đài, theo trạm, theo tiểu đoàn với đặc thù từng loại hình khí tài, theo mô hình huấn luyện kíp chắc thủ, cán bộ nắm chắc khí tài đơn vị mình quản lý. Trong đó đặc biệt nêu cao vai trò của người chỉ huy. Người chỉ huy chúng tôi phải là tiên phong đi đầu, tự học và học thêm ở đồng chí đồng đội để nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là khả năng khai thác sử dụng. Sau đấy thì tổ chức huấn luyện cho đơn vị là nghiêm túc, chặt chẽ và bảo đảm thống nhất. Sau mỗi đợt làm nhiệm vụ hoặc định kỳ, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy điểm mạnh, chỉ ra các mặt còn tồn tại, bàn biện pháp khắc phục. Ngoài huấn luyện chuyên ngành, còn tăng cường rèn luyện sức khỏe của bộ đội đáp ứng mọi điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Chúng tôi thành lập các cái tổ chuyên sâu, bao gồm các đồng chí là chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, cùng với lại các đồng chí là kỹ sư tác chiến điện tử, chú trọng truyền đạt kiến thức mới và phát huy vai trò của các đồng chí đài trưởng chắc thủ lâu năm để truyền đạt kinh nghiệm kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để bộ đội học đến đâu nắm chắc đến đấy. Cán bộ sĩ quan tác chiến điện tử phải đảm bảo tinh thông nghiệp vụ, tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, bám sát khoa học kỹ thuật, kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực hành. Và huấn luyện chuyên sâu là bước quan trọng để họ đáp ứng được đặc thù của chuyên ngành được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại.